Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay em đã chỉ cho các bác một số cái nguyên tắc mình khi mình ủ mồi nhé. Để ủ mồi thì phải có nguyên tắc các bạn. Nhiều bác thì em thấy là mới ủ thì câu mấy ngày được rất nhiều cá, nhưng mà về sau càng cuối của mồi các bạn lại câu không được, mà hay nên các loại cá tạp như cá nheo, cá trê đấy. Thì thật ra cái bài mồi này mà để đánh cá trê, cá nheo thì các bạn này thì ủ thối là sẽ câu được hai loại cá đấy. Nhưng vấn đề bây giờ nhiều anh em thích câu kiểu như là câu chép, câu chấm, cái câu rô phi ấy, thì nó phải ủ sao nó phải đúng quy trình nhá. Thứ nhất là quy trình như là như thế nào, khi mình cái mùi của mình ra ấy, thì nó phải là mùi chua thơm các bác nhá. Để ủ chua thơm thì các quy trình hay là hướng dẫn này em đã chỉ các bác rồi đấy. Còn cái nguyên tắc như này, khi anh em ủ nhá, ủ mùi này các bác phải ủ như em như này, ủ đầy nhá các bác nhá. Mình ủ phải đầy, đấy là nguyên tắc đầu tiên. Các bác ủ không đầy, những cái lượng không khí bên trong nó rất là nhiều, nó làm hỏng mồi ngay. Đấy, khi mình ủ thì các bác nhìn này, đấy, lúc nào mở ra này, nó cũng có một cái nớp. Cái nớp kiểu như cái mồ hôi của mồi đấy, thì nó sẽ tạo là các bác nếu mà ủ cái bề mặt này nó càng sát mồi thì cái lượng mốc sẽ rất là ít. Còn các bác mà nếu mà ủ kiểu mồi ít đấy, mà cái độ không khí nhiều thì cái lớp mốc cũng sẽ rất nhiều, cái lớp mốc là lớp hỏng các bác. Nhưng mà nếu mà các bác ủ đầy thì cái lớp hỏng đấy nó nhỏ thì không sao, mình hòa luôn. Để quay sát các bác xem. Đây, em quay cận cảnh các bác xem nhé. Đấy, khi em ủ đầy các bác nhìn này, em bóc các bác xem nhé. Cái lớp mốc của em rất là ít thì mồi nó không hỏng được. Mà đậy nó hơi kín. Đấy, các bác nhìn này. Đây, em ủ đầy luôn. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, một lớp mốc mùi rất là thơm và chua. Ôi chết. Sau này sau khi bình các bạn chết. Các bạn nhìn khi mình mở ra nhé các bác nhá. Thì cái lớp ở trên này nó sẽ có hiện tượng mùi thối thối các bạn. Đấy, mùi thối, nhưng mà các bạn anh em cuốc nó lên ngắn là có mùi chua thơm ngay. Thì khi anh em ủ nhá, ủ đầy này. Khi mà anh em mà lấy mồi ra, đặc biệt khi lấy mồi ra em nghĩ các bác tốt nhất ấy là các bác nên chia túi bóng bọc nhỏ vào thành từng nắm để mình câu. Câu đến bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, nhờ lượng nào tốt nhất. Còn nếu các bác muốn để trong cái hũ này, nhiều bác để trong hũ nhựa nhé. Khi các bác lấy mồi ra đi câu rồi, các bác nhớ đậy lại như em này. Các bác làm thêm một lớp túi bóng nữa nhé bác. Em bảo các bác này. Đấy, các bác làm thêm một lớp túi bóng mà các bác đậy. Đấy, các bác nhìn nhé. Phải đậy sát cái phần đáy mồi như này. Các bác nhớ nhé. Đậy sát cái phần đáy mồi. Đó, đậy kín nó vào. Đấy, không cho cái lớp không khí nào ở có thể. Đó, anh em mình kia chưa. Đấy, anh em phải đậy kín nó vào nhé. Đậy kín sát như thế này vào. Xong rồi anh em mới phủ lên, phủ lớp lên, xong mới đậy. Đấy, xong mới đậy nắp. Đấy anh em nhé, phải đậy nắp như thế này thì cái phần không khí ở bên trong ít, lần khác lần sau các bác đi câu đấy, các bác nhấc ra đúng không thì mồi nó sẽ không hỏng được. Còn đâu nếu các bác mà cứ xúc ra xong rồi các bác cứ để cái nước không khí rất nhiều, kể mặc dù các bác có đậy lên đấy thì cái lượng không khí ở lúc bên trong nó trống, nó còn nhiều, nó sẽ làm hỏng mồi ngay. Đấy là nguyên tắc đầu tiên khi anh em ủ mồi, nhất định khi mồi ủ ra phải mùi chua thơm. Và khi anh em đi câu về nhé, nếu anh em đi câu về mà còn thừa mồi như của em này, để em bậy ra xem hơi chắc, em quay một tay bậy hơi chắc đấy thôi. Khi đi câu về thì em luôn đậy kín cái túi bóng ở bên trên để tránh cái trường hợp không khí nó bên trong đấy, các bác nhìn nhá. Nhưng các bác nhá, khi mồi mình câu về thừa mà nó còn ít ấy thì các bác nên làm như thế này. Đây, các bác nên làm như thế này, súp nhá các bác nhá. Đấy, mùi rất là chua thơm. Súp cái phần ủ của mình này. Đấy anh em nhá, phần ủ rất là tơi súp. Nói chung là đây, ủ như thế này mới là chuẩn này. Màu như thế này là chuẩn, hai cái độ mịn dẻo như này mới là chuẩn này. Đó, anh em cho chung vào cái phần mồi thừa của mình. Đấy, còn nếu mà anh em cứ để không vài ngày ấy, mặc dù cứ đậy túi bóng lên là nó vẫn cứ hỏng mồi như bình thường luôn. Đấy anh em ủ chung vào thì mồi nó không bao giờ nó hỏng được. Nên nó không hỏng được cái phần mồi cũ của mình. Còn nếu anh em cứ để không là chắc chắn là nó sẽ thối mồi ngay. Mà thối mồi thì không thể nào câu được. Câu toàn được cái loại cá ra trơn ra nheo mới chê thôi nhá. Nhưng mồi thối thì câu cả hai loại thôi. Đó anh em, mùi rất là nồng nặc, rất là. Nói cái mùi này mình người có qua thì rất dễ chịu, nhưng mà nó mà dính vào tay thì thật sự các bác là rất là kinh khủng đấy. Đó, cho đầy vào, cho nhiều vào. Ví dụ như cái lần này mà mình đi câu, các bác ước được nhé, cái một buổi câu mình chỉ câu tầm này thôi đúng không? Đấy thì mình cũng lại phải đậy một lớp này lên.
Đấy, chứ tránh trường hợp mình cứ phải xúc đầy một cái âu làm gì đúng không? Nhưng mà mồi còn ít quá là các bác phải bồi mồi vào nhá, gọi là bồi mồi bổ sung mồi đủ chua vào. Đấy, xong rồi. Mình phủ cái lớp này lên. Thì đảm bảo các bác đi câu thì mồi rất là lô hỏng. Đấy. Đó nhá. Đấy em làm sơ qua cho anh em hiểu. Đấy, xong rồi các bác đậy như thế này. Là buổi sau mình cứ vậy mình đi câu thôi, mồi không bao giờ hỏng được. Những cái phần mồi mình bên này mình lấy ra cũng không bao giờ hỏng được. Chứ anh em mà không biết cách nào mà để mồi ủ một thời gian nó hỏng mất rất là phí. Đấy, còn thật sự các bác nhìn rất nhiều câu hỏi mà em hướng dẫn chi tiết vậy, xong rồi nhiều anh em vẫn hỏi rất nhiều câu rất buồn cười. Mà mặc dù trong video em có hướng dẫn rồi nhưng mà các bác hình như là không xem hết sao ấy. Nên cứ đăng tin để hỏi. Thì em nói này, các bác nhớ vào group Phương Thảo Fishing ấy thì nên trên đấy thì có cộng đồng anh em người ta hỗ trợ đấy. Những người ta thành công về bài mồi của em ấy thì ta chỉ dẫn ấy. Nhưng một mình em thì không thể nào mà trả lời hết các câu hỏi các bác được, các bác rất thông cảm nhé. Đấy, hai nguyên tắc này, anh em ủ mồi thì đi câu mồi không hỏng này, cá lên đều này. Đấy, chúc anh em luôn thành công với các bài mồi của em. Còn thắc mắc nào thì anh em nhớ lên trên cộng đồng này hỏi các bác ấy chỉ giáo cho nhé. Một mình em thì không thể nào trả lời hết được. Đấy, chúc anh em luôn thành công với các bài mồi của em nhé. Bài mồi này thì đảm bảo đi câu chép mới chấm cỏ mới chui cực kỳ nhạy luôn. Cực kỳ nghiệm, cực kỳ hiệu quả. Đấy, chúc anh em luôn thành công. Đấy, em mong là cái video này thì cũng là cái video nó chấm dứt hết cái câu hỏi của các bác nhé. Chấm dứt hết các câu hỏi của các bác về bài mồi. Đấy, chúc anh em luôn thành công, luôn lên nhiều hàng. Và lên nhiều hàng thì nhớ gửi ảnh qua nhóm Phương Thảo Fishing nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Mấy này cho trời nó bao nhiêu này. Trời nó mù quá, em không đi câu. Em muốn đi câu lắm rồi nhưng mà chắc phải đợi đến cuối tuần. Trời nó mù, mình bác mù, trời rất là lạnh. Đấy. Các bác nhìn thấy rất chán đời, thế không biết dịch như này cũng không đi câu được, rất là buồn. Thế này nhà mới chỉ anh em cái cách để làm bài mồi ủ sao cho nó hoàn chỉnh nhất và nói chung là hoàn thiện nhất. Và em nghĩ là tất cả các video của em ra đến bây giờ là thật sự các bác là nó cũng là đầy đủ nhất rồi. Đấy, đầy đủ nhất và chi tiết nhất cái bài mồi của em. Rồi các bác nào mà chưa hiểu gì nữa thì không, em cũng đến chịu rồi, cũng không còn cách nào mà giải thích thêm một nữa rồi. Đấy, gần như là hết cái công phu của mình rồi. Chúc các bác đi câu phải lên thật nhiều hàng nhé. Thôi, video của em đến đây là cũng là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Và trong cái video tiếp theo thì em nghĩ là em đi câu là chính rồi. Bảy mồi là như vậy em thấy rất là ổn rồi. Bye bye, hẹn gặp lại.